con khổ lắm á. Anh Đường á, ảnh coi con còn thua người dưng nữa. Nằm kế bên á, mà ảnh như là ảnh coi con còn thua cái gối ôm nữa má. Con buồn lắm. Vợ chồng dí như mặt trăng mặt trời vậy. Gặp con mặt ảnh lạnh tanh à. Hỏi gì cũng ậm ừ không nói. May mà có má coi con như là con ruột, con cũng đỡ tuổi phần nào. Thiệt, má không biết phải nói sao với con bây giờ. Từ nhỏ tánh nó đã như vậy rồi. Má có khuyên lơn, nó cũng chỉ cúi đầu mà nghe, không có trả lời trả vốn chi hết á. Má muốn nó phải mạnh dạn, nói cái gì mà mình muốn nói. Vậy á mà nó cứ im thinh thích hả? Thiệt, má rầu quá. Con biết con bỏ đi hoài á là con có lỗi, mà ở nhà buồn quá má ơi. Có chồng mà cũng như không. Con lên Sài Gòn ở nhà chị con, dạy con nít học chữ, trong hội khuyến học cho khuây khỏa, chứ nào có đi lăng nhăng. Má, má tin con nha má. Má biết, má hiểu lắm con à. Con biết con với ảnh á tánh tình khác nhau, nhưng mà nếu cố gắng xích lại á thì từ từ cũng êm ấm. Đằng này ảnh lạnh tanh à, coi như là con không có mặt trong nhà. Nghĩ lại con như là cục nợ của ảnh vậy. Thôi được rồi, để thủng thẳng rồi má khuyên nó, để cho nó hiểu mà nhích lại gần con.